À, xin kính chào các anh chị. Thì trên tay mình đó là cái sản phẩm đinh nhựa được gia công theo yêu cầu của các anh chị. Nhà máy gỗ xuất khẩu cái sản phẩm này. Cái đinh nhựa được gia công là loại hình tròn và tròn đều và dẹp. Dùng để lắp đặt trên các cái chân ghế, chân bàn, chân tủ. Thì trong quá trình gia công đảm bảo là cái sử dụng cái vật liệu nhựa tốt nhất là cho cái bề mặt đẹp và chắc chắn. Đảm bảo khi mà các người thợ sử dụng đóng vào các chân tủ bàn ghế là không bị vỡ vụn, như là trong quá trình sử dụng cho cái độ bền cao, đáp ứng được các cái nhu cầu xuất khẩu của các anh chị. Thì ngoài cái sản phẩm như thế này thì các anh chị có nhu cầu gia công các cái kích thước tương tự hoặc là màu sắc khác thì có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware để được tư vấn cụ thể. Sản phẩm này có kích thước là đường kính 18mm và độ dày là tương đương với 5mm. Trong quá trình gia công thì có thể xê dịch một chút xíu, cộng với cái đinh dài, kích thước cái đinh là tổng thể cái đinh là dài khoảng 13mm. Rất là chắc chắn và đẹp. Đây.